Tôi đã vào hoàng cung và ngồi vào ngai vàng như thế này. Nhưng khi nhìn vào cái này thì có vẻ tài liệu mà các quan dâng lên đều làm bằng lụa. Không có người hầu nhỉ? Người đâu? Không có người hầu, nhưng chỉ cần ngồi vào ngai vàng, tôi cũng cảm nhận được chút ít. Công điện ở đây là những tòa nhà được tách riêng độc lập và nối liền nhau. Ngắm cảnh hành lang lộng lẫy càng tăng vẻ kiêu sa, nét đẹp được tăng thêm nhờ công trình kiến trúc cổ. Con đường tới trái tim hoàng thượng. Bước đi từ tốn. Hoàng thượng ngắm nhìn. Với lòng thành kính. Thành kính với vua như nào? Tôi cướp vị trí để đến với nhà vua. Sau khi So Dong lên ngôi vương, ông thường biết tới là vị vua dự báo khí tượng. Nhưng dựa theo lịch sử, có rất nhiều sự khác biệt. Truyền thuyết thì vẫn chỉ là truyền thuyết thôi. Trong lòng chúng tôi thì chuyện tình đầy lãng mạn thời kỳ Tam Quốc vẫn luôn tồn tại mãi mãi. Cuối cùng thì tôi cũng gặp được công chúa Son Hoa. Các bạn thấy thế nào? Tôi tính chiếm vị trí của công chúa Son Hoa. Tôi được hơn cô ấy đúng không? Ngoái lại nhìn như thế nào nhỉ? So Dong chàng ơi! Các bạn thấy thế nào? Tôi cũng không tồi đúng không anh quay phim? Tôi xin lỗi. Công chúa Son Hoa có vẻ đẹp mà tôi không thể sánh bằng được. Đúng là nhân vật tuyệt vời. Được gặp cô ấy ở đây, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Dù là truyền thuyết hay lịch sử thực tế, thì đây vẫn là di sản vô cùng đẹp, đáng để thế hệ sau này ghi nhớ và lưu giữ. Cứu sống một di sản đáng quý và trở thành điểm du lịch. Tìm hiểu văn hóa. Lăng kính du lịch. Bây giờ chúng ta hãy vượt thời gian, quay trở về thập niên 60-70 nhé. Chúng ta hãy cùng xem cuộc sống vào thập niên 60-70 như thế nào tại Bảo tàng Lịch sử Cuộc sống huyện Boyu nhé. Tôi đã có mặt tại Bảo tàng Lịch sử Cuộc sống. Bác có thể cho biết thêm thông tin về nơi này không ạ? Tôi cảm ơn mọi người đã đến đây. Đây là nơi người ta thường tới tham quan, là không gian cho thấy hình ảnh sinh hoạt của tổ tiên chúng ta. Vị chủ tịch trẻ tuổi liên tục mua đồ sinh hoạt trong suốt 30 năm. Bên cạnh đó, ông ấy làm vườn thực vật ở diện tích 1.157 m². Ở phía sau, các bạn sẽ có cơ hội được phục vụ tuyệt vời nhất. Bảo tàng lịch sử cuộc sống còn có cả vườn thực vật. Tôi thật sự rất mong đợi. Vậy tôi xin phép được vào bên trong để tham quan được không ạ? Vâng, tôi sẽ thử vào xem sao. Khi vào trong, các chủ đề triển lãm được lưu giữ chật kín ở giữa con hẻm, giống như buổi triển lãm nhỏ. Tôi thật sự kinh ngạc với sự đa dạng của chủ đề, mà mỗi chủ đề thì đều có rất nhiều món đồ. Vừa bước vào bảo tàng lịch sử cuộc sống, tôi đã thấy xưởng gỗ. Đây là những gì ạ? Một trong những hạng mục thiết yếu trong cuộc sống của chúng tôi là xưởng gỗ. Phải có cái này thì mới có thể xây nhà được. Và có cả những đạo cụ nữa. Bạn có thể thấy một trong số đó ở kia. À, ở kia. Cây tre bị trẻ ở kia. Được gọi là máy tụ điện. Họ đã bảo quản chiếc máy tụ điện bằng tre này và tặng bảo tàng đúng không ạ? Đúng vậy. Khi sưu tầm và trưng bày các thể loại đa dạng khác nhau, chính tôi cũng lần đầu tiên thấy những thứ này. Thật sự là kín mít luôn. Không biết các vị đã sưu tầm thế nào ạ? Tổ tiên của chúng ta sử dụng những dụng cụ này để xây nhà hay làm ra những dụng cụ sinh hoạt. Khi nhìn vào chúng ta sẽ liên tưởng ra.